Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn kế bên. Dạ, em là Nguyễn Viết Thiện, năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại đang là kỹ thuật viên tại Thế Giới Di Động, thành phố Bà Rịa. Ở tại thành phố Bà Rịa luôn. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường. Cùng bạn nam bên kia, cùng toàn thể các quý vị đang có mặt ở trong trường quay. Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Em năm nay 21 tuổi thì hiện tại em vẫn là đang đi học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Ngoài việc học ra thì em còn đang quản lý một shop thời trang cao cấp mặc nhà Queen Key của gia đình ạ. Ồ, là em làm cho gia đình em ha. Quê em ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương, bên kia Bà Rịa Vũng Tàu, cũng không có xa lắm ha. Em có ngại đó. Yêu xa không? Dạ không ạ, quan trọng là hai người hợp với nhau và kiểu như là cùng chung một mục đích đến thì em không quan trọng. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là một con người dễ hòa đồng, năng động, vui vẻ. Nhiều bạn nhận xét về em là có một giọng nói khá tốt, nên em hay thường ghi âm giọng nói của mình và gửi cho tất cả các bạn trên Facebook. Còn nhược điểm của em thì là do là em hay nói nhiều ấy ạ, nên hay cảm không có cảm ràm, nhưng mà em hay nói khi nào mà bạn đó chán bạn đó đi thôi. Sao bạn trai nghe sao thấy đắp nhiều quá vậy? Dạ, em đang hồi hộp anh. Hồi hộp hả? Em giới thiệu về khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em á thì dễ thích nghi, hiền lành, ít nói. Còn nhược điểm thì nhiều lắm. Nhược điểm nhiều, thử kể một vài thứ nào lớn nhất. Ví dụ như nhát gái này. Nhát gái? Đúng rồi, nhát gái giờ vấn đề. Thấy con gái gặp sao mà nhát? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái mình không biết bắt đầu từ đâu, dễ căng thẳng. Ví dụ như bây giờ này. Đó, thoải mái lên, có gì đâu căng thẳng. Em được mấy mối tình rồi? Giờ hiện tại em được 2 mối tình. Hiện tại 2 mối tình? Không, tức là quá khứ. Tức là quá khứ chứ rồi. Quá khứ. Dạ. Chia tay cái mối tình gần nhất là cách đây một năm. Thì hai người thì không có hợp tính cách nhau. Tức là em thì cũng có hơi bảo thủ. Bạn đàn ông mà đàn ông thì cũng phải bảo thủ tí chứ. Bởi vì là bảo thủ ở đây tức là lập đường, có chính kiến. Còn bạn nữ thì cũng bảo thủ hơn em nhiều nữa. Thành thử ra là nói chuyện hay cãi nhau. Bảo thủ khác nha, với là gia trưởng khác nha. Dạ đúng rồi, em biết cái đấy biết. Đúng rồi, chứ nếu mà gia trưởng quá thì cũng không được tốt dạ lắm. Dạ không, gia trưởng ở đây á, tức là mình bắt người ta phải làm theo ý của mình. Thì nó khác, còn có lập trường, có chính kiến thì nó khác. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Lớn tuổi hơn em và chững chạc hơn em. Kiểu như là em quá trẻ con thì bạn đó có thể chững chạc để dung hòa bớt em lại. Không có gia trưởng chị ạ. Em sợ những người gia trưởng. Đó này, bạn nói rồi đó, nói đâu rồi. Có gia trưởng đâu. Có rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Chỉ có gia trưởng thôi, còn cái gì em cũng thích. Cái gì cũng thích hết. Dạ, dễ dãi. Ăn nhậu hút thuốc gái gú gì tùm lum. Không, tất nhiên là gái gú thì chỉ yêu một mình em thôi chứ đừng yêu bất cứ ai khác ạ. Bạn nam ở đây nghe nói hơi căng thẳng á. Bạn hát được không? Không, em hát dở lắm. Bạn gái hát được không? Em muốn dành một bài thơ xíu nữa tặng rồi. Cho anh đọc cho nó đỡ căng thẳng. Bạn bên trai hơi rung á, nhưng mà xíu nữa em nhìn mặt anh đó em mới nói được không ạ? Được, cũng được thôi, để hồi gặp nói. Dạ. Đi, bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái em có thể được giống như mẹ của em. Mẹ em như thế nào? Nấu ăn này, nấu ăn ngon này. Là một người phụ nữ truyền thống á. Bạn nữ thấy sao? Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng là người Bắc, nên khi mà vào đây thì em cũng được học những công việc nấu ăn của mẹ rồi, nên mọi việc nấu ăn cứ giao cho em. Hay quá. Em nghĩ em có phải là mẫu người của gia đình không? Em hướng ngoại, nhưng mà thực chất là những cái gì mà mẹ truyền em đều hướng nội hết. Nửa này nửa kia. Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà chị hỏi bạn trai một câu nè. Ví dụ như bây giờ hai người yêu nhau đi, rồi lấy nhau đi, em thích người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà rồi vậy như vậy thì em có cho vợ em đi làm duy trì công việc riêng của vợ mình không? Hiện tại giờ em cũng làm ở Thế Giới Di Động, mà công việc cũng khá là ổn rồi. Mà với lại ở nhà cũng có kinh doanh nữa. Nếu mà bạn gái muốn thì có thể về làm cùng, còn không nữa thì bạn gái thích làm gì thì cái đấy em tôn trọng. Em kinh doanh cái gì thêm ở nhà vậy? Hiện tại giờ ở nhà đang có một trang trại, với lại đang kinh doanh nhà nghỉ. Nhà em được mấy anh em? Dạ nhà hai anh em. Hai anh em thứ mấy? Em đầu tiên. Đầu tiên. Còn em sau có em gái. Em gái. Thôi được rồi, vậy là em gái lấy chồng có em hưởng hết rồi đó. Ủa nó nghe nè, nó nghe nè. Trang trại mà kinh doanh nhà nghỉ là sao? Là bố em á, tức là cũng có tuổi rồi. Thành thử ra là kinh doanh thì
nói chung là cũng không có kinh doanh đó, nói chung là sở thích của cá nhân á, tức là thích về làm vườn á. À, sao còn trẻ mà tóc bạc không vậy? Hả? Dạ, cái này em thức khuya nhiều lắm chị. Trước khi lên đây này cũng hồi hộp, không ngủ được. Chà, giống trong phim vậy ha, thức trắng một đêm tóc đã bạc. Em có cái điểm nào em không thích ở người bạn gái không? Hay ghen. Sao kỳ vậy? Người ta yêu người ta mới ghen, không, mà con ghen gái nào cũng mà... ghen hết á. Ghen đúng vậy thôi nha. Nói chung là mình tôn trọng cái thời gian của nhau. Em chỉ quen một người là em chỉ quen một người. Em không có quen người thứ hai. Tức là hồi trước em có quen hai người á, thì người ta cứ xăm soi em hoài. Kể cả em vào công ty Thế Giới Di Động này, người ta cũng không cho em vào làm luôn. Đi làm không cho đi làm luôn? Dạ không, không cho làm. Tức là làm ở đâu thì làm, nhưng mà không cho làm Thế Giới Di Động. Lý do? Môi trường nữ nhiều. Ở trời đất. Mấy cô kỹ thuật trong đó đẹp, xinh lắm. Khách nữa. Khách nữa. Trời, thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ tính tới chuyện hôn nhân đi. Thí dụ bây giờ em cũng còn trẻ, cô này thì cô cũng quá trẻ, thì nếu như mà hai người tìm hiểu thì tìm hiểu bao lâu? Thì cái đấy thì cái thời gian thì em cũng không quan trọng lắm. Nói chung là hai người hiểu nhau là được. Với lại bây giờ bố mẹ em cũng có tuổi rồi, mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định, để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Có nghĩa là ba mẹ cũng muốn cưới sớm đi có cháu phải không? Gần như thế. Gần vậy. Rồi bây giờ lấy nhau về là về là ở chung nhà luôn làm dâu đúng không? Cái đấy thì tùy bạn gái thôi. Nói chung là ba mẹ cũng dễ lắm. Tức là không có về làm dâu. Nhưng mà phải... có thể ở gần ở, đó. Gần đấy. Ví dụ Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn. Em cũng phải đi về về nữa. Rồi hiểu rồi. Ví dụ bây giờ sau này học xong ra rồi mà yêu nhau lấy chồng thì đi về Bà Rịa Vũng Tàu ở được không? Dạ cũng được ạ, bình được, thường phải không? Dạ. Thôi chào em gái. Anh bên này hơi chững chạc đó. Dạ. À, suy nghĩ cũng chín chắn rồi đó. Bây giờ em nghe nói em cảm nhận được chưa? Dạ. Anh thấy như vậy cũng hợp lý lắm em. Nếu về ở chung nhà lại càng tốt nữa đó. Chứ cần vợ ở riêng có điều kiện hết trơn rồi. Dạ. Về kinh doanh phòng trọ được không? Cái vấn đề kinh doanh là cứ để em. Nấu ăn cũng để em, kinh doanh cũng để em. Anh chỉ việc yêu em thôi, cả thế giới cứ để em lo. Dễ thương quá, nhưng mà vấn đề hồi nay anh không thích ghen đó. Thực chất là em không có ghen. Người ta đã yêu mình thì người ta sẽ vì mình mà làm tất cả thôi. Đúng rồi. Yêu nhau phải tin tưởng nhau. Dạ, đúng không? Rồi. Làm dâu được không? Dạ em chưa làm dâu bao giờ, nhưng mà chứ em làm dâu rồi chắc cũng hơi khó. Nhưng em sẽ cố gắng á. Dạ. Nãy anh nói ba mẹ cũng dễ mà, anh thấy ổn á. Được. Làm dâu bây giờ dễ ẹt có gì đâu. Cô gái bên đây dễ thương lắm nha. Hôm nay mình có đi với người thân không? Rất là duyên á. Dạ. Dạ em có đi với em gái và các bạn của em ạ. Xin chào chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ em là em gái của chị Tuyết Lan. Thì chị Tuyết Lan thì chị hơi trẻ con, nhưng mà thực chất là chị rất là biết quan tâm người khác và cũng rất là hiểu chuyện. Vì phần anh này thì em thấy là anh rất là chín chắn, thì em thấy là có thể dung hòa cho cả hai. Thì thấy ngoại hình cũng không hợp lắm, nhưng mà là anh ấy chuẩn đúng tiêu chí của chị em. Thế nên là em thấy là hai người hợp ok. Hai em gái có duyên không? Em gái có duyên chị cũng vậy đó. Thấy 21 chứ nhìn cũng chững chạc lắm. Làm dâu được đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ với em gái. Đúng. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng khán giả trong đường quay. Em là chung là anh họ của Thiện. Thiện thì gia đình muốn hướng Thiện về cái kinh doanh trong gia đình ấy. Nhưng mà anh ấy có cái tính tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, cũng làm ngoài. Còn về phần bạn gái thì em cũng thấy cũng ổn được. Rồi gặp em gái đi. Vâng. Thấy chị chào dâu tương lai anh sao? Anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy chị bên đây đó là cá tính và dễ thương. Em mong là hai người cho nhau một cơ hội thì có thể đi đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Quan trọng vẫn là hai đứa đó. Bây giờ kéo màn lên cho rồi, hai bên kéo màn mặt. Lên. Trời. Em thấy em nhận xét gì về anh? Dạ em thấy anh chững chạc. Không nhìn vậy thôi, nó là nhìn vậy thôi. Nhưng mà anh tính anh trẻ con. Nói chung là không nó nhiều khi là nhìn ngoài, nhưng mà nói chung tính anh trẻ con, nhưng mà nói chung là anh nói chuyện bạn gái cực kỳ dở luôn. Anh cứ thấy người khác giới nhá, là anh không biết bắt đầu từ đâu đó. Dạ. Nó cũng không, nói chung là tự nhiên gọi là nói chuyện tự nhiên nó bị bốc. Anh nhìn nhường em nói trước. Đọc thơ cho anh nghe đi em. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá, em quên hết thơ rồi.
Hãy để em là người yêu của anh. Em tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc, dẫu khó khăn, buồn vui hay tủi nhục. Suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Trời ơi! Mới gặp nhau mà nghe đứt ruột luôn đó. Em nói lại cái câu mà hồi nãy em nói với anh Huyền Linh đó. Mọi thứ để em lo đó. Nói lại câu đó cho anh nghe đi. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn cả thế giới cứ để em lo. Ôi, anh yêu em thôi, biết đã em lo. Trời ơi, thiệt không chịu nổi. Thì anh thấy em là người thế nào? Thì anh mới quay lại thì anh thấy em là một cô gái xinh xắn. À, anh cũng thích bạn gái mình đâu kính. Mình nhớ tên cô gái không? Kéo rèm ra là em tức là ấn tượng quá, thành thử ra là quên tên. Quên rồi. Em mình nói lại được không? Em tên là Lan, tên Lan. Đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. À, Phạm Thị Tuyết Lan. Thông em rất tự tin. Em cũng kiểu như là gồng mình lên thôi chứ thực chất em cũng anh cũng gồng lên nhưng mà không có lên. À, hay giới thiệu tên lại đi, không chừng quên luôn rồi đó. Em nhớ rồi. Không. Anh tên Thiện ạ. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Cái là em kiểu như là những cái gì về bạn trai em thường nhớ sâu sắc. Được, được lắm. Em có thích đi biển không? Dạ em thích đi biển và em thích đi phượt nữa. À đi thích đi phượt nữa hả? Dạ. Giống anh đó đấy. À, nếu mà em mà thích đi biển thì nếu mà có dịp anh có thể mời em về thành phố biển Vũng Tàu. Dạ. Đi dạo biển. Hẹn hò sao ở Bình Dương với Bà Rịa đó. Đó. Cái chuyện mà đi lại thì nếu mà em muốn á, chỉ cần em muốn thôi là anh lại lên. Thì anh có thể sắp xếp được, thì đổi ca được với trong công ty. Dạ, thì chỉ cần anh cương lên thì em sẽ muốn ạ. Được đấy. Sao đó em trai? Nãy giờ trái tim có rung động gì chưa? Có rung động với anh, nhưng mà không nói em được. Hỏi tiếp đi. À, thì để em nói nha. Em nghĩ là trong chương trình này thì cũng có vài phút ngắn ngủi thôi, chúng ta cũng chưa hiểu nhau nhiều. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì mong là em sẽ dành cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có đồng ý không? Đồng ý cho em. Dạ. Lành quá à. Dễ thương quá. Còn rất trẻ nhưng mà rất là cá tính, rất là bản lĩnh. Kệ, ráng nuôi cô, cô học thêm năm cuối nữa nha. Rồi về cô sẽ lo cho hết cả thế giới này luôn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hãy nắm chặt tay nhau. Để tay trong tay. Nghe nói gì rồi đó. Hãy làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Không đi, không nghe má đàng hoàng đấy. Trời ơi. Nó dễ thương thấy không em gái không? Ôi thấy ghét dễ sợ luôn. Tôi chịu là gái rồi đó nha. Sớm 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 nha. Dạ. Nào, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến xem phim để cảm nhận tình yêu của nhau nha. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nghề đồng phú. Dễ thương. Tính cách của em hào sảng, kiểu như con trai chị nên rất dễ thân với con trai. Em trai có mối tình nào chưa? Cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em nè. Cặp đôi đầu tiên thì rất là ok rồi. Hy vọng mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nhỏ. Với cái tinh thần như thế này, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi bạn.
À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? Em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nếu công ty cần. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em. Chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ, em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm, khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ như hát, múa, thiêu thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn dòng da chánh hả? Dạ, còn khuyết điểm của em thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nho nhoi á. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ lại khá chín chắn, cũng cá tính, nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Coi như là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên, em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài vậy em. Vậy bộ em chắc em mất nhiều lắm à. Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều. Nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm lâu lâu nó cũng vui chứ bộ. Nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ, các giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu nó hơi khó? Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùn như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi trừu tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chị em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Hồi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng, kiểu như con trai chị, nên rất dễ thân với con trai. Nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân. Nên không có... Cái là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi. Thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ. Phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, em thì em luôn thích những bạn nam cao. Là tại vì em cũng hấp. Cao nên... nhiêu? Mét 7 trở lên chị. 7 trở lên, bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? Bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa? Dạ tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em không ạ? Với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới.
Dạ em cũng thích giống vậy anh. Tính em cũng hay bốc đồng lắm. Em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình, đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, nãy giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hợp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm 1m71 cái 7. Ồ, chào anh. Chào em gái. Dạ. À, nãy em cao nói đàn ông phải cao 1m77 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc gì nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Ừ. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+ và môi trường nó chiếm 10%+ và tổng cộng á là cái gen di truyền có 30%, còn 70% là mình quyết định hết. Có sự can thiệp được. Ờ, can thiệp được. Ha. Quan trọng là cái tính tình thôi, trách nhiệm, yên tâm. Bây giờ anh thấy nãy giờ em đưa ra mấy vấn đề chưa hợp, nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp rồi đó. Thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách. Ngon, trời anh này bao luôn. Anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có mà anh. Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em á. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, anh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy. Nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh ngồi anh im re hả? Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Nó đứng lên coi coi. Thì cao được 1m7. Lẽ 7 hơn chị. Dạ em được 1m60. M60 à? Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết cho em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi. Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vy ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. À, Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai, mình có đi vai không em? À, dạ, em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ, chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới, một người chu toàn. Với lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết, nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm, nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương. Ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng quán bài ha. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa. Thôi đứng nói cô gái kìa, nói anh chí. Nói cô gái đi. Đó. Anh có thể hát được một số bài của nhạc của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em, tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ơi. Ở nơi ấy, ở nơi ấy, đàn dê chẳng nhớn nhớ quanh đồi. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rất lầy. Được á.
Em căng thẳng lắm, em quên mất lời rồi. Có mình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình để nó bù vô chiều cao. Đây tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Để đèn nó đánh nó hơi cái màu cao nó cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể nói hết. Sẽ nói được câu bấy lâu, muốn nói cùng anh. Ngồi đi em. Bây giờ tao bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói, nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi em... Mạnh dạng lên, tự tin lên em. Anh hỏi gì mạnh chưa? Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh. Tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có nhiều khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức mức. Bạn em nó dành kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Cái thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính làm sao? Thì em hy vọng là anh cao. 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Được, vậy là được rồi. Bù nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi. Để mình coi mình có cái chuyện đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái. Hai tay đàn bạn phải bắt tay, đó. Cảm nhận nhìn nhau, 30 giây hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 3 lần. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Thì đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Đúng. Trời. Anh thích nhất như vậy đó. Chàng trai đưa vô cô gái đưa. Đã lắm. Ê, bất cỡ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Tên Phương thôi, một bạn nữ. Là em có một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn lưỡng cực. Và cái bệnh đó nó theo em nhiều năm tháng và nó cũng rối loạn lưỡng cực là sao? Nó là một dạng bệnh là liên quan đến sức khỏe tâm thần đó chị. Con cùng mong là gia đình sẽ ủng hộ và chấp nhận. Em nghĩ mình hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui á chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Họ là ai? Họ làm những công việc gì? Và họ chia sẻ câu chuyện ước mơ của họ như thế nào trong tình yêu? Xin mời quý vị hãy theo dõi. Hello, chào bạn. Xin chào chị. Rồi, đợi Tường xíu, bây giờ Tường ra ngoài đưa người bạn của mình vào nha. Dạ.
Đây, tới rồi cưng, quẹo trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Chào chị. Trời, sao giọng nữ tính vậy cưng? Dạ, em cơ thể sinh học thì vẫn là nữ. Và về suy nghĩ, tư duy thì theo xu hướng nam giới. À, rồi, hiểu rồi. Tạm thời hiểu nha. Dạ. Cái gì mình không hiểu tới đâu mình hỏi tới đó nha. Dạ. Hôm nay đã đến đây rồi là chia sẻ, không có gì ngại ngùng hết. Trước tiên em giới thiệu về bản thân mình trước đi nè. Xin chào chị và xin chào tất cả khán giả truyền hình. Tên đầy đủ là Nguyễn Lê Yêu Thương, sinh năm 79. Hiện giờ thì em đang làm về đầu tư. Đầu tư cái gì? Dạ, em đầu tư tài chính. Em làm trong lĩnh vực đầu tư công nghệ 4.0, các loại về trong lĩnh vực tiền điện tử. Rồi, hiểu luôn, biết luôn. Tôi có chơi luôn, tôi biết luôn. Dạ. Rồi, còn gì nữa? Quán. Em sinh ra ở Sài Gòn. Bố thì quê ở Nam Định, còn mẹ thì Cà Mau. Bố mẹ đang ở nhà ở quận 4. Còn em thì em hiện giờ em đang sinh sống cùng với một số bạn, người bạn ở bên Tân Phú. Bạn mà để làm ăn chung với mình đó hả? Dạ, những người bạn đồng đội. Trước mắt tới đó, trước đi nha. Dạ. Mời em gái bên đây. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn đối diện, với em chào mọi người. Rồi. Em là Lữ Thị Vân. Lữ Thị Vân. Dạ, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em vào trong Bình Dương lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi chị. Tại em vô đại học, đại học 4 năm xong rồi em về nhà được năm hơn gì đó, xong rồi em lại quay vô đây làm. Rồi, thế thì em đang hiện tại là em đang ở với ai? Dạ, em đang ở mình. Ở một mình? Dạ. Ở Bình Dương. Ví dụ bây giờ điều kiện về một cái hoàn cảnh như đó, ví dụ mình lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc, nếu mà có người giới thiệu được cho mình công việc ổn định hay là mình xin được cái việc ổn định phù hợp với mình thì em có đi không? Chắc có chị. Chắc có. Trước đây thì em cũng có hai bạn trai rồi. Hai bạn là con trai? Dạ, xong rồi sau này em có yêu đơn phương thôi, một bạn nữ. Đang quen hai bạn trai, tự nhiên lý do gì tự nhiên lại chuyển qua yêu đơn phương bạn nữ? Ý là kết thúc hai mối tình đó rồi. Đúng rồi, nhưng mà tự nhiên tại sao là đang quen con trai mà lại có cái có nghĩa là các bạn trai đó làm cái gì em, làm cho em hụt hẫng tan vỡ? Không chị. Hay là vì lý do gì mà tự đang yêu đàn ông mà chuyển qua yêu phụ nữ? Ý chị là như vậy. Em thì vẫn tin vào tình yêu, ý là quen hai người đó thì người thứ nhất là lúc hồi còn đi học hồi cấp 3, mối tình đầu á, xong rồi sau em lên học đại học cũng có một mối tình. Em cũng chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân hay là sau này gắn bó gì hết. Xong rồi sau này em học xong rồi về nhà một thời gian em vô đây làm lại. Cái vô trong chỗ làm của em có gặp một bạn nữ. Một bạn nữ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà yêu đơn phương thôi. Xong rồi em gặp bạn đó xong là em thay đổi hoàn toàn luôn. Sao em biết là em yêu? Ý là rung động y như là mối tình đầu á. Em muốn sau này nếu như mà em kết hôn hoặc em gắn bó, tìm người gắn bó với mình, tới sau này em sẽ tìm một người như vậy. Mà em có thổ lộ với bạn đó? Bạn đó không đồng ý, với lại bạn đó có người yêu rồi. Người yêu bạn đó là trai hay là gái? Con gái. À, bạn đó cũng là trong giới, trong cộng đồng LGBT luôn. Dạ. Nhưng mà từ chối em tại vì có người khác. Dạ, tại vì có người yêu rồi. Và từ đó về sau là em xác định rõ cái cái giới tính của mình. Nhưng mà sau đó từ đó đến giờ em đã có quen một người nào trong cộng đồng của mình chưa? Dạ chưa chị. Chưa? Chưa luôn. Nhưng mà sau cái lần mà đơn phương với cô đó rồi, có cái cảm xúc với một bạn nam nào khác nữa không? Dạ không. Từ đó đến nay bao nhiêu lâu rồi? 1-2 năm. 1-2 năm là em muốn gắn bó một với cái bạn đồng giới với mình. Dạ. Chứ không muốn một bạn nam nữa. Dạ. Nhưng mà chị vẫn chưa hiểu được cái lý do, cái nguyên nhân là tại sao. Có nghĩa là tại vì em phát hiện ra là mình có cái cảm xúc nhiều với cái người đồng giới hơn. Dạ đúng rồi chị. Rồi quay lại hỏi em chút xíu, nghe câu chuyện tình yêu của tình trường của bạn đó rồi ha. Dạ. Có vậy thì em thì sao? Em là như trong cộng đồng LGBT của mình thì gọi cái mối quan hệ như hai em đây nè, ví dụ mà kết đôi với nhau nè, thì họ gọi là như thế nào? Tức là cơ thể sinh học em vẫn là nữ. Rồi chị hiểu rồi. Nhưng mà em thì không có, cũng hiện giờ em cũng chưa có ý định là mình sẽ phải phẫu thuật giới tính gì cả. Nhưng mà trong tư duy thì em xu hướng là nam. Thì trong đối với cái trường hợp như em với có thể là với bạn á, thì trong cộng đồng thì họ gọi là mối quan hệ dị tính. Tại vì em là nam và thích một bạn nữ, vẫn thích một bạn nữ thì gọi là dị tính. Dị tính. Dạ, còn nếu mà
cùng giới thì gọi là đồng tính. Ủa thì em với bạn này cũng đều là nữ, là cùng giới mà. Dạ, nhưng mà trong cái xu hướng về suy nghĩ, tư duy của em là em là nam, bên này là nữ, cho nên gọi là dị tính. Dạ, vẫn là dị tính. Còn khi nào hai người vẫn quen nhau mà hai người đều là nữ hết thì mới gọi là đồng tính. Dạ đúng rồi. À, hiểu rồi. Tư duy của em là nam. Dạ. Nhưng mà từ xưa đến giờ giống như cô này nhỏ lớn là cổ có yêu hai người đàn ông rồi. Dạ. Thế em có bây giờ thích trai chưa, mê trai chưa? À, câu chuyện của bạn cũng rất là thú vị. Tại vì tương đồng với em thì em có một cái cột mốc là cách đây 3 năm. Thì trước cái thời gian 3 năm á, tức là năm 2017 á, thì em quen các bạn trai. Và trong cái thời em lúc trẻ hơn bây giờ thì em quen rất là nhiều bạn nam. Và trong đó là cũng có hai mối tình cũng có thể gọi là có một cái tình cảm sâu sắc. Nhưng mà sau đó đến cách đây 3 năm thì năm 2017 thì em gặp một cái người bạn nữ. Thì có một cái người bạn đó có thể nói là đã giúp cho em nhận ra cái giới tính của em lúc đó. Từ sau đó thì em thay đổi. Và sau bạn đó thì em có quen một bạn nữa, thì một bạn nữ nữa. Thì trong khoảng là gần một năm, cái quá trình của em là em cảm thấy mình rất là một cái câu chuyện khá là cảm hứng. Tại vì khi mà chia sẻ với cộng đồng thì hầu hết mọi người nhận ra mình từ rất là sớm. Nhưng mà với em thì mãi đến năm 2017 em mới nhận ra giới tính của mình. Và em chuyển đổi từ một cái người nữ vẫn mặc áo đầm, vẫn để tóc dài. Nhưng mà hồi xưa là áo đầm để tóc dài. Dạ. Và từng bước thì em chuyển đổi qua cái hình dáng, cái cách trang phục ăn mặc như bây giờ. Và em cảm thấy là hạnh phúc vì cái sự nhận ra đó. Dạ đúng rồi, có thể là em ở một cái độ tuổi cũng đã trưởng thành rồi. Cho nên khi mà em phát hiện ra giới tính của mình thì em thể hiện bản thân mình khá là nhanh. Và cũng chia sẻ với gia đình về cái sự thay đổi của mình. Và em rất là hạnh phúc với những gì mà em đang có. 3 năm thì tại vì em nói lúc đó em đã trưởng thành rồi. Có nghĩa cuộc sống em thật sự nó đã định hình hết rồi. Thì khi em thay đổi hình tượng như vậy, có ảnh hưởng gì đến công việc của em và những mối quan hệ xã hội của em không? Cái sự thay đổi đó thì cũng có thể là một phần lý do là em làm công việc tự do. Em quyết tâm là em lập nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp cho mình là từ năm 2017. Chứ không có làm cái công trước đó thì em làm công việc văn phòng. À, khi mà em đổi là coi như em đổi hết toàn bộ luôn. Dạ. Một cái môi trường làm việc mới luôn. Dạ đúng rồi. Cho môi nên trường làm việc có, nó khó khăn là khó khăn ở sự khởi đầu, còn đối với các mối quan hệ nó không ảnh hưởng trong công việc. Dạ. Còn em thì sao? Ba mẹ mình đã biết về cái suy nghĩ của mình cũng như là cái việc mình đã xác định rõ cái mối quan hệ của mình với trong cái cộng đồng LGBT chưa? Em chỉ mới nói với mẹ em thôi. Mẹ em hiện giờ thì chưa đồng ý, nhưng mà em tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em. Em có mong muốn có một đứa con không? Có nguyện vọng để sinh con không? Dạ có chị, nếu như sau này kinh tế ổn định thì em vẫn muốn có một đứa con, hoặc là sinh nuôi, hoặc là em tự sinh. Em thì sao? Có muốn có con không? Dạ có ạ. Em cũng rất là thích có con. Và em có một cái ý nghĩ là thứ nhất là em cần phải trao đổi với bạn đời của em về việc đó rất là cẩn thận. Mà em có ý nghĩ là một là mình có thể sinh con nuôi, hai là mình cũng có thể sinh tinh trùng để mà có con. Nếu hai bạn cùng lấy nhau, ở với nhau sinh tinh trùng thì ai sẽ là người đẻ? Dạ chắc là em. Chắc là nhà bạn muốn em thì theo xu hướng nam cho nên em thích được chăm sóc hơn. Giờ rủ bên đây trường hợp không là tôi nói trường hợp ví dụ như bạn nữ về sức khỏe tình hình không thể được thì như em thì có thể sinh con được không? Theo em biết là cũng có thể. Mà em có uống thuốc gì mỗi ngày để mà nó thay đổi cái hormone trong người mình không? Dạ không. Có nghĩa là em chỉ thay đổi về tư duy, ngoại hình, tính cách, suy nghĩ thôi. Dạ. Chứ không có phải uống thuốc vô để mà này kia. Dạ tại em vì... chưa. Em chưa dùng những thứ đó. Nhưng mà nếu mà muốn dùng là cũng có phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thường thường các bạn nam mà muốn mà thành nữ là phải uống mỗi ngày đúng không? Em cũng biết một số bạn là khi mà muốn xu hướng thành nam thì cũng tiêm hoặc là không dùng thuốc. Chưa? Dạ. Nhưng mà em thì chưa có ý định đó. Hiểu rồi đó. Thôi bây giờ mình nói một chút xíu về tính cách. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Nếu mà như mà mới gặp á thì mọi người bạn bè thấy kiểu như là hơi khó tính, khó gần xíu. Nhưng mà quen rồi thì lại kiểu là cũng dễ gần, với lại nói nhiều. Thế còn mình? Em thì em coi có một cái điểm vừa là điểm mạnh mà cũng vừa một cái điểm hạn chế của em. Khoảng năm 2005 thì em có ra Hà Nội làm việc khoảng gần một năm. Và lúc đó là em nó có một cái cột mốc là em có một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn lưỡng cực.
và cái bệnh đó nó theo em nhiều năm tháng và nó cũng gây lưỡng cực là sao? Nó là một dạng bệnh là liên quan đến sức khỏe tâm thần đó chị. Thì lúc đó là em có một cái cú sốc là em rất là khao khát đi đạt được học bổng đi du học nước ngoài, nhưng mà lúc đó là em không có đạt được cái ước mơ đó của mình. Cho nên và lúc đó, thời điểm đó thì ở ngoài Hà Nội thì chỉ một mình á, cho nên em lúc đó em không có đối diện được cái nỗi buồn của mình, một cái là không đại khái là một cú sốc bị rối loạn tâm lý. Dạ, thì cái bệnh đó, nó theo em nhiều năm, thì nhưng mà em và mỗi nó cũng khá gây xáo trộn cái đời sống của em trong nhiều năm, và đó cũng là một trong những lý do mà em một thời gian là em chưa muốn lập gia đình. Thì nhưng mà hiện giờ thì em đã vượt qua nó rồi, và em cũng muốn là cái trong một cái tương lai á, mình có thể viết sách hay là làm một cái video gì đó để mình chia sẻ, mình truyền cảm hứng là những người như mình á, thì mình dám sống, thứ nhất mình dám sống thật với giới tính của mình, thứ hai là mình có một cái nỗi khó khăn trong cuộc sống về bệnh như vậy nhưng mình vẫn vượt qua. Em muốn tìm một cái người đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em muốn là bạn đó có một cái tố chất lãnh đạo và có thể làm chủ được. Làm chủ là vì em quan niệm là nếu mà muốn hạnh phúc thì đầu tiên là mình phải hạnh phúc trước, chứ không phải là người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên em cũng mong là hai người đều có thể, mỗi người đã là một thực thể hạnh phúc trước và đến với nhau. Và thứ hai là có sức học tập, ham thích học tập. Tại vì em bản thân em cũng rất là thích học, rất là thích phát triển bản thân. Lúc mà đi học sinh muốn khao khát học bổng đó là ngày xưa em giỏi về cái gì? Dạ, hồi đó là em học đại học sư phạm khoa Anh. Là giỏi tiếng Anh phải không? Dạ. Ước mơ không thành. Rồi còn em? Có ước mơ khác. Em mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn người đó phải nhiều tuổi hơn em xíu. Cho chị hỏi lại, nãy nói đây là bao nhiêu? Dạ, em 40. Sinh năm 79. Bên này sinh năm bao nhiêu? 90. 90, trời ơi, nhiều lắm, hơn nhiều lắm. Được không? Dạ được. Rồi sao nữa? Ý là người đó phải trưởng thành, phải có công việc ổn định, tự lập, với lại biết quan tâm, biết yêu thương, lo lắng cho gia đình. Chị nghĩ là hai bạn cũng có một số điểm tương đồng, nhưng mà quan trọng mới nói thôi à, nhìn nhau mới là quan trọng nha. Đâu, trời ơi, tôi còn chưa nhận dạng cái luôn, hình này là hình thời xưa đó hai em. Hình còn con gái đó hả? Trời ơi, chọn đi. Bây giờ khác như vậy rồi. Khó quá. Em đoán là người này. Người đó, lý do tại sao đoán người đó? Em cũng biết nữa nhưng mà cảm nhận nghe giọng nói vậy. Em đoán là người đó. Này ha, bên đây nhận ra được cô đó chưa? Khó quá. Khó thiệt. Khó thiệt. Quá khó. Chỉ đại đi. Theo cảm tính. Cảm tính người này. Cô đó, lý do sao chọn cổ? Dạ, em tự nhiên em cảm nhận là chắc là cũng mắt kính giống em đó. Mắt kính giống em hả? Rồi. Ok, bây giờ mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để xem cái cảm tính của mình hôm nay đúng hay sai. Dạ. Rồi, sao? Vậy mình xưng hô nhau bằng gì? Ở trong giới là mình kêu bằng anh em hay sao? Dạ, em xưng hô với mọi người vẫn xưng là anh. Rồi thì mình cứ anh em thôi, lớn hơn ta tới 11 tuổi lên đúng không? Tự tin lên. Mình tặng cho Vân món quà. Dạ, mình cảm ơn. Một sự khởi đầu và mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Đó là một cuốn sách. Ok, cảm ơn. Ý nghĩa gì của cuốn sách này? Dạ, giống như cái tên của cuốn sách đó. Lấy ra coi tên gì vậy em? Trời ơi, cổ tiết kiệm không nói luôn cái tên sách nữa nè. Mong gặp được một người như em. Mong gặp được một người như em. Rồi, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa này mở ra, em cảm nhận như thế nào? Hơi rung. Hơi rung, em? Em cũng hơi rung chút xíu. Hơi rung có nghĩa là cũng có thể có điện rồi đó. Để cho mình đo cái cảm xúc của mình nó nhiều hơn, thì bây giờ chị sẽ cho hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng. Mời hai em thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Anco nha. Trang trí rất là bắt mắt. Đây là món cá chẽm nướng dùng kèm với khoai tây bi, cải mầm, sốt chanh dây. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Lớn hơn ta nhiều đã, phải chủ động, phải ga lăng xíu ha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Cảm ơn anh chị. Mình cũng ly chào mừng ngày hôm nay gặp lần đầu tiên gặp mặt. Rung quá nhở. Rồi, mời em ha. Em làm công ty gì? Giờ em đang làm trong công ty giày á, ở Bình Dương. Em làm về bên bộ phận đế, kỹ thuật đế.
nhà em là ở Bình Dương luôn hả? Gia đình em là ở Nghệ An. Một mình em vô đây Bình Dương làm. Tại lúc trước có học ở Bình Dương xong rồi ở lại đây làm luôn. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà của với nam thì hai mối tình sâu đậm, còn với nữ thì một. Anh đặt không ao với gia đình chưa? Câu rồi. Là gia đình có đồng ý không? Gia đình hiện giờ thì bố mẹ anh cũng thương anh á, cho nên là bố mẹ anh tôn trọng cái quyền quyết định của anh. Cuối tuần thì em hay đi đâu? Đi đâu chơi? Đi làm về rồi em mở phòng mà ít đi chơi lắm. Thì nếu như mà tới với nhau rồi có đồng ý chạy xe từ nơi đó xuống Bình Dương chơi không? Đương nhiên là kêu bằng yêu nhau mấy núi cũng trèo đúng không? Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thì nếu mà mình có thể làm đến với nhau á thì cũng rất là sẵn sàng. Em thì rảnh vào cuối tuần, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là rảnh. Còn mấy ngày kia thì là đi làm. Em có một mục tiêu gì trong 3 năm tới không? Ý là muốn 1-2 năm nữa thì sẽ kết hôn. Nếu mà có điều kiện thì sau này sẽ sinh con, có một mấy nhà. Thì nếu mà mình đến với nhau thì có thể sẽ có rất là nhiều cái thử thách, thì em có sợ không? Thì đương nhiên là ai cũng phải trải qua rồi, quan trọng là mình cùng với ai thôi. Tao nãy giờ thấy bên đây nói không, bên đây im ru bà rù vậy cưng. Nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Hơi chị. Vấn đề của hai bạn là đang ở xa nhau, em đến giải quyết trường hợp đó như thế, cái vấn đề đó như thế nào? Trước mắt thì hình Bình Dương với Sài Gòn thì em thấy cũng đâu có xa đâu. Rồi cỡ 40-50 cây thôi. Rồi sau đó thì em nghĩ là về công việc thì khi mà hiểu nhau hơn thì có thể có những sự sắp xếp tốt hơn. Bao nhiêu lâu thì mình gặp nhau được một lần? Nói chuyện với Vân thì biết là bạn rảnh cuối tuần. Thì em cũng có thể sắp xếp để mà cuối tuần gặp được. Được không em? Dạ được. Như vậy yêu xa thì cố gắng rồi mình sắp xếp, nếu mà gọn gọn lẹ lẹ thì mình về chung cho nó lẹ, đỡ phải đi lại nó cực. Thì cái đó ăn thua em thôi. Dạ. Đủ tự tin, đủ bản lĩnh, đủ khả năng thì được thôi. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với lại hai người bạn của em, hai người bạn ở cùng nhà mà cũng như là thành viên gia đình của em vậy. Còn em đi với ai? Dạ em đi mình. Đi một mình. Rồi mời gia đình của bên họ nhà trai vào đây. Rồi chào hai em. Dạ em tên là Thúy Hằng và em ở chung nhà với lại Yêu Thương. Còn em? Dạ em tên là Trung Tính, em ở chung nhà với chị. Nhưng mà mối quan hệ là như thế nào? Rồi hai bạn là sao với nhau? Rồi ba người là bạn với nhau hết hay là như thế nào? Dạ cũng không có phải là anh em ruột thịt gì hết. Học chung một môi trường xong rồi ở chung với nhau và cảm giác là rất là thân thích, giống như là anh em ruột thịt vậy đó. Hai bạn có trong cộng đồng LGBT chung với Yêu Thương không? Dạ không, em là mẹ bỉm sữa. Mẹ bỉm sữa. Dạ. Còn em? Dạ không luôn. Em còn học đại học. Còn học đại học. Giới tính rõ ràng. Dạ. Hay là cũng vậy? Dạ, dạ bình thường. Bình thường, cái bình thường là bình thường mà cúi xuống tôi cũng nghi ngờ lắm. Rồi thế bây giờ hôm nay đến đây lắng nghe câu chuyện của hai bạn này nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh Yêu Thương và chị Vân có nhiều điểm tương đồng với nhau á. Cảm thấy chị rất là xinh gái. Dạ. Và em có một cái câu muốn nói với chị là chọn đúng ái nhân thì hạnh phúc cả đời. Nên là ai chị muốn hạnh phúc cả đời thì hãy chọn Yêu Thương. Trời ơi. Cái này chắc cũng có hối lộ trước khi lên ghi hình nè. Còn em nhận xét gì về chị gái này? Dạ em thấy chị đẹp, hiền. So với anh Yêu Thương thì như thế nào? Thì em thấy anh Thương là một người tự tin hơn. Và nói chung là anh có bản lĩnh hơn, với chị hiền thì hai người rất là hợp. Nói chung là hôm nay đến đây là mình chúc phúc, mình cảm thấy cặp đôi này có bấm nút được hay không. Một câu cuối cùng dành cho Yêu Thương để cho anh ấy có thêm động lực tiến tới luôn đi anh, gia đình đúng không anh? Dạ. Được phải không? Rồi cảm ơn hai em. Dạ, nha. Chị sẽ bơm vô cho coi được. Dạ. Không nhưng mà vấn đề cũng là do hai bạn này thôi, mình đâu có làm được gì. Bây giờ mình chơi trò chơi của chương trình ha, mọi người bóc lá đi nè. Hôn đối phương, cả hai cùng cảm nhận. Mời em bước qua bên đó. Thật xinh xỏ đã nè. Cho anh hôn em được không? Cho anh hôn má đi. Rồi, cho phép ha. Dạ. Thương cho phép há nữa. Rồi, giờ đứng đó luôn đi nè. Cả hai cùng nói cảm nhận. Nói chung cũng... Nhìn cổ. Dạ, cảm ơn em
cho anh cho phép anh hôn em hôm nay. Và thì cũng cảm thấy hơi run nhưng mà rất là vui và mong là có thể được tiến tới trở thành bạn và tiến đến với em. Thế là bữa nay cũng rất vui vì gặp được anh. Em cũng mong là nếu mà có cơ hội thì hai người có thể tìm hiểu về về sau này được nữa thì tiến tới hôn nhân luôn. Hay quá. Rồi mời em chuyển cái thân của bạn gái cho bạn gái. Rồi đọc lớn lên đi cưng. Trước sóng truyền hình, bạn nữ hãy come out với bố. Nếu bố không chấp nhận tình yêu này thì bạn sẽ làm gì? Chưa có come out với gia đình, em chỉ mới nói với mẹ thôi. Còn bố thì em cũng chưa có nói. Nên là bữa nay sẵn có chương trình rồi em cũng nói với bố, với lại anh chị, với lại gia đình em luôn. Là bây giờ con quyết định như vậy rồi, con cũng mong là gia đình sẽ ủng hộ và chấp nhận. Em nghĩ mình hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui á chị. Nhưng mà nếu như bố em không đồng ý thì em sẽ giải quyết như thế nào? Em mong là thời gian rồi ba mẹ sẽ hiểu. Dù sau này em không có, em có lập gia đình thì em cũng sẽ kiếm một người như vậy. Còn không thì em cũng sẽ ở một mình. Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì em nên nói một lời hứa hẹn, một lời cam đoan gì đó về cuộc sống của mình để ba mẹ yên tâm rằng là dù mình có chọn như thế nào thì cuộc đời của mình vẫn sẽ hạnh phúc. Ba mẹ sẽ hiểu, tại vì bây giờ con cũng lớn rồi, con muốn sau này á là con hứa sau này con sẽ sống tốt, cố gắng làm việc và có thể chăm lo được cho gia đình. Rồi, thôi như vậy được rồi. À, về chỗ đi em. Nếu mà nói về tâm lý thì không có ba mẹ nào mà không bị sốc khi mà đột ngột đứa con mình nuôi bao nhiêu không lớn mà lại có những cái thay đổi cái giới tính đột ngột như vậy. Thì thật sự tụi em muốn ba mẹ hiểu mình thì tụi em cũng phải dành cho thời gian cho ba mẹ để ba mẹ có thể dễ chấp nhận cái điều đó. Và tụi em phải hiểu một cách sâu sắc rằng là rất khó để chấp nhận. Khi tụi em có con cái rồi tụi em mới hiểu. Cho nên là mình cũng phải kiên trì. Thì chị tin rằng rồi nước mắt chảy xuôi. Bây giờ có thể ba mẹ em chưa đồng ý, nhưng mà một thời gian nào đó cũng không ai bỏ con cái mình cả, rồi cũng sẽ ôm những đứa con vào lòng. Thì đó là nỗi lòng của ba mẹ. Chứ còn thật sự tụi em muốn come out mà được gia đình đồng ý ngay thì thật sự rất là khó. Rồi bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em gái qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nè. Mình đã bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Đây, chị gửi tặng cho cưng món quà làm đẹp của chương trình nè. Yeah. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây, gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim nè. Dạ, yeah, em mời cảm ơn gái chị. Gái đi xem phim trước khi đi về quê. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình. Và cũng xin chúc mừng cộng đồng LGBT đã có những con người rất là can đảm ha. Dám yêu, dám nghĩ và dám làm. Chúng ta cứ mạnh dạn lên. Bởi vì cuộc đời này là của chúng ta. Quyền lựa chọn là của mình. Khi mình đưa ra quyết định gì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, để sau này không có gì nói ân hận hết quý vị nha. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào cả nhà nha. Mọi người ơi, chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Kết Đôi Như Ý. Và chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt Joy, 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nhiều người nói với Tường á là có phải là bà Mai lo đi làm mai cho người ta mà mình bị ế hay không? Đi làm mai cho người ta mà mình bị ế hay không? À, mình cũng suy nghĩ hoài có khi nào vậy không ta? Nhưng mà kệ, không sao. Cứ mỗi lần kết nối được cho những cặp đôi với nhau thì Tường cảm thấy rất là vui. Và ngày hôm nay như thường lệ thì Ghép Đôi Thần Tốc sẽ được kết nối với 4 bạn, 2 bạn nam và 2 bạn nữ. Bây giờ lần lượt chúng ta sẽ làm quen với các bạn ấy nha. Ưu tiên chúng tôi xin giới thiệu với quý vị 2 cô bạn nữ đầu tiên nha. Xin mời cho Tường gặp bạn nữ ngồi ở ô cửa màu đỏ nè. Hello, chào em. Chào Tường ạ.
chúng ta đợi có bốn bạn lên luôn rồi chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nha. Mời Cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu sắc. Em chào chị Cát Tường ạ. Hello, chào em gái. Xin Cho Tường kết nối với bạn trai ở ô cửa màu đỏ. Xin chào chị Cát Tường nha. Chào em. Và một chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu xanh. Em chào chị Cát Tường. Bây giờ chúng ta đã có hai bạn nữ và hai bạn nam. Trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện để tìm hiểu nhau, xin mời quý vị cũng như là bốn người tham gia chương trình, chúng ta sẽ xem qua những cái phần giới thiệu của các bạn. Xin mời. Em chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người ạ. Em là Lydia Trang, sinh năm 1993. Hiện tại em đang làm việc cho ban thanh tra của một tập đoàn lớn ở Hà Nội. Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Bắc Hồ. Em có khả năng giao tiếp tốt, biết sẻ chia, đồng cảm với mọi người, vui tính. Bên cạnh đó em biết nấu ăn, chơi thể thao, vẽ và làm bánh. Bên cạnh đó thì một số việc trong cuộc sống có thể khiến em khá nóng tính. Hiện tại thì em đang tìm cách khắc phục điểm yếu này bằng việc đọc sách. Em mong muốn sẽ tìm được một người bạn trai trưởng thành, khỏe mạnh, thích đọc sách, chơi thể thao, biết yêu thương người già, trẻ nhỏ và động vật, có trí tiến thủ, có công việc tốt, vui vẻ để đồng hành cùng em trên cuộc sống tươi đẹp này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Thị Yến, mình sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình. Hiện tại mình là sinh viên năm tư chuyên ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Mình là một con người hướng ngoại, thích đi đây đi đó và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả. Tính mình khá là năng động ấy. Mình có tật xấu là khá là lười làm việc nhà, cũng khá là nóng tính và khó tính trong khi làm việc nhóm. Điều duy nhất mình thấy ở mình là mình có thể mang tới năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Mình có thể ngồi lắng nghe mọi người chia sẻ câu chuyện. Những lúc rảnh thì mình sẽ tìm tòi những công thức nấu ăn mới, hoặc là mình sẽ rủ bạn bè mình đi chụp ảnh. Vì mình sống trong một môi trường nghệ thuật nên bạn bè mình cũng có cái gì rất là nghệ thuật, nên là mình sẽ có những bức ảnh sáng tạo rất là tuyệt vời như này. Mình xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình tên Trần Văn Tới. Mình sinh ngày 18 tháng 4 năm 1988. Mình sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên. Về công việc hiện tại của mình thì mình đang làm IT của trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Thì về ưu điểm thì là bản thân mình biết nấu ăn, biết nội trợ, chăm sóc gia đình. Về nhược điểm thì là đôi chút là hơi nóng tính, cần một sự chân thành và chung thủy giữa hai người yêu nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-trong-1 giặt và xả tất cả trong một. Xin chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, tên mình là Tiến. Mình sinh ra và lớn lên ở nhà. Mình sinh năm 1989. Có việc thì mình đã hồi hướng làm việc cả tốt với đây. Giờ đã có tin đàn gì, đã trả cách xã hội thì chỉ là có việc. Những công việc quạt ở đóng cửa, đóng nhà. Và mình đang còn có ý định là một số thì quạt ở ngoài Hàn Quốc. Nhưng mà mình chỉ có ý định là xin việc tại Việt Nam. Sở thích của mình là đọc sách, đi du lịch, nghe nhạc và chơi các môn thể thao. Còn về ứng dụng điểm thì việc của mình là mình có hút thuốc, hiện là nhiều tiền và rất là tốt bụng, sống rất độc lập và có chí khó tiến. Về nhược điểm thì mình nấu ăn rất là kém. Chỉ ra là xin mọi người một bài hát là lời anh muốn nói của nhóm dân em. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt rồi mọi em vui. Hãy để nụ cười đọt trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Hy vọng
vọng là nghe xong cái đoạn clip vừa rồi thì các bạn cũng là mường tượng được trong đầu, hình dung ra ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm quen với những bạn như thế nào. Mặc dù hiện tại là chưa thấy hình ha, mới có nghe tiếng thôi nha. Bây giờ thì cho chị Tường hỏi hai bạn nam của mình trước nè. Tới nha, tới là ở ô cửa màu đỏ ha. Mình xem hai cái video clip vừa rồi của hai bạn nữ thì mình có ấn tượng gì không? À, cô làm võ ấy chị. Cô làm võ phải không? Tại sao em lại ấn tượng với bạn đó? Thích gái có võ hả? Võ thì chắc là mạnh mẽ hơn chị. À, có võ mạnh mẽ hơn ha. Ở Nghệ An, ở quê hương của bác đó, đánh võ ghê lắm đó. Thế thì bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút đi. Thích nấu ăn là mình nấu được những món gì ngon là kể chị Tường nghe với coi nè. Mình thường hay nấu những món gì nè? Hầu như là món nào em cũng nấu được, mà không món tổ thì ạ. Mấy mốt ví dụ mình lấy vợ thì mình có sẵn sàng chia sẻ chuyện bếp núc, mình có sẵn sàng là xuống bếp nấu cơm cho vợ con mình ăn không, hay là cái chuyện bếp núc là của vợ? Có đi chị. Cuối tuần thì mình sẽ thay vợ hoặc người yêu nấu cơm cho người yêu hoặc vợ ăn. Ok, hiện tại là tới đang ở với ai? À, em đang ở với mình. Tớ là đang ngồi ở ô cửa màu đỏ nha quý vị nha. Rồi bây giờ Tường sẽ hỏi Trang nè. Khi mà xem hai cái video clip của hai chàng trai thì Trang có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Trang đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Vâng, em thấy rất là thích bạn trai biết nấu ăn ạ. Wow, là chàng trai ngồi chung ở ô cửa màu đỏ với mình luôn đó. Anh tới mới giới thiệu đó. Em nghĩ là nếu mà con trai biết nấu ăn thì chắc là cũng sẽ biết sẻ chia đồng cảm với người yêu hoặc là người vợ của mình ấy. Thì em nghĩ là người đàn ông như thế là đó. Hồi nãy chị thấy em là cái clip vụ đi võ đó là sao? Em học võ từ nhỏ ạ. Sau đó thì được thầy huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh tuyển về đội tuyển tỉnh tập luyện và thi đấu cho tỉnh Nghệ An. Một thời gian tập luyện và thi đấu thì em được đội tuyển quốc gia gọi ra tập luyện ạ. Rồi sau đó trong thời gian em học đại học thì em chuyển về thi đấu và tập luyện cho đội tuyển quân đội nhân dân Việt Nam. Wow, vận động viên quốc gia luôn. Những cái giải thưởng của em đạt được là giải gì, chia sẻ với mọi người với? À, em có huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc 4 năm tổ chức một lần ạ. Kiểu cạnh tranh khốc liệt, có khá nhiều huy chương vàng bạc đồng trong các giải trẻ, giải vô địch. Wow, trời ơi nha, hai anh cẩn thận nha. Trời ơi, người ta huy chương vàng, huy chương bạc, người ta vận động viên là đội tuyển quốc gia nha. Ủa, là cái môn võ em học là võ gì cưng? Dạ em học karate. Đa gì em? Dạ em đai đen nhị đẳng. Trời ơi, đai karate, đai đen nhị đẳng thì vận động viên quốc gia là quá dữ luôn rồi. Mấy anh cẩn thận nghe. Nấu ăn cho tôi ăn đi, hứa tôi mà không nấu là tôi quýnh à. Nếu học khó thì anh làm gì? Không có nghe cười giống chi mới tả đâu. Không, bây giờ chị hỏi thiệt nè. Chị hỏi cái này hỏi thiệt hỏi vui nha. À, mình học võ, mình đi thi đấu bao nhiêu năm vậy đó, ở ngoài đời thực tế có khi nào em đã có một cái trận nào mà bị phải quýnh lộn, bị phải tự vệ gì đó với một cái đối tượng nào chưa? Thực ra em từ lúc học cấp 3 hay là học đại học thì mọi người đều kiểu biết em như thế rồi, hay là hoặc là nhìn em như nào đấy, nên là mọi người không ai dám bằng hết. Không ai dám bằng hiếp phải không? Rồi, quá ngon lành. Trời, chị nghe chị còn sợ nữa. Không dám bằng hiếp em. Rồi, bây giờ qua đến hai bạn ở ô cửa màu xanh. Tường hỏi bạn trai trước. Tiến ơi, hồi nãy như chị coi, chị nghe không là Tiến cũng ở Nghệ An, phải không Tiến? Dạ vâng, em ở Nghệ An. Mình xem hai cái clip của hai bạn nữ, mình có ấn tượng gì chưa? Một người đồng hương với mình mà trình bày bản thành tích võ thuật như vậy thì không biết là với cương vị của một người đàn ông thì em thấy như thế nào? Em thấy bạn gái đấy là rất là nam tính. Em thấy bạn gái đấy là rất là nam tính. Trời ơi, rất bạn gái rất là nam tính. Người ta thùy mị đó na vậy mà la nam tính. Trời ơi, tôi thấy thùy mị muốn chết nè. Các bạn này học vò nên em nghĩ là bạn nam tính thôi. Rồi, thế còn mình thì sao? Mình đi Hàn Quốc được mấy năm rồi? Em đi được 5 năm rồi chị. 5 năm đi hợp tác lao động hả cưng? Nãy chị nghe là em đang còn tiếp tục muốn đi nữa cho nên là em chưa có xin việc làm ở Việt Nam đúng không? Cái đấy thì còn tùy thuộc vào nếu mà mình lấy vợ, nếu mà hai vợ chồng mà kiểu thỏa thuận với nhau ấy, nếu mà mà mình muốn bây giờ ở nhà mà để cho hạnh phúc gia đình thì mình có thể ở nhà để mà kiếm việc làm ở nhà được. À, cho chị hỏi một chút là mình đi 5 năm như vậy thì thật sự cái này nó hơi tế nhị nhưng mà chị cũng muốn hỏi luôn để xem là khi đi làm việc ở nước ngoài nó có khó khăn, nó có khắc nghiệt lắm không? Cái kinh tế thì mình khá hơn khi mình làm ở Việt Nam đúng không em? 5 năm để dành được nhiều không? Thì tất nhiên là mình cái gì cũng có cái giá của nó chị. Nếu mà mình sang bên đấy thì lương nó cao hơn. Thì đi sang bên kia thì mình cô đơn hơn, người Việt nó ít hơn chị. Ừ. Về Việt Nam vậy là bao lâu rồi? Em về được 9 tháng rồi chị. Đó là những cái thông tin của bạn Tiến ha, ở ô cửa màu xanh. Như vậy thì chương trình chúng ta chỉ
còn một bạn nữ cuối cùng thôi. Đó là em Yến ha. Hồi nãy giờ mình có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Em có ấn tượng với Tiến ạ, thì em thấy anh hát khá hay ạ. À, mình đang còn sinh viên năm cuối thì trong đầu mình có những kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em nghĩ là em sẽ phải hoàn thành nốt chương trình việc học của em, xong rồi kiếm một công việc phù hợp. Yến là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1999 ạ. 99. Bây giờ hai anh trai trong chương trình của mình thì có vẻ là tuổi lớn hơn mình như vậy nhiều, thì không biết là bạn trai của mình là lớn hơn nhiều như vậy em thích không, hay là thích chỉ cùng cái trang lứa của mình thôi? Em thì em trải qua khá là nhiều mối tình ạ, thì đa số là bằng tuổi và ít tuổi hơn em, nên là em cũng mong muốn tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn. Em hy vọng là trưởng thành hơn, chiều chuộng em hơn. À, hy vọng lần này mình thay đổi, coi như là thay đổi cái phong thủy coi nha, coi có cái gì khác biệt không. Bây giờ tôi khai thác tình trường luôn nè. Đó, bây giờ Yến sao kể lại tình trường chị Tường nghe coi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua nhiều quá, em không thể kể hết được. Cái mối tình nào mà nó gây cho em nhiều cái ấn tượng? Có một mối tình thì khoảng tầm thời gian này năm ngoái ạ. Thì anh ấy là một kiểu nhạc sĩ. Em thì rất là thích mê ca hát rồi. Thì ấn tượng đầu tiên thì em đã rất là thích anh ấy rồi. Sau đấy thì em có kiểu nhắn tin, kiểu thả tính qua lại. Thì em thấy anh cũng kiểu thả tính lại với em. Thì em nghĩ là kiểu hai đứa sẽ thích nhau ấy. Mà sau một thời gian thì dương anh ấy mất tích và anh ấy không có một lời giải thích gì cho em. Tại em thì kiểu em muốn xác định lâu dài anh ấy, nên là em cũng rất là buồn ấy. Mối tình kiểu mất thời gian để quên lâu nhất ấy. Phải mất bao lâu mới có thể quên được? Thì bây giờ em vẫn còn nhớ anh ấy luôn. Mà đến bây giờ em có gặp lại anh đó không? Hay là mất tiêu luôn? Trong khoảng thời gian trước thì anh ấy có liên lạc lại với em, xong rồi anh ấy lại nhân biến mất. Xong rồi anh ấy lại liên lạc lại và anh lại biến mất một lần nữa. Hay là tại người ta có vợ? Xong rồi thì anh ấy chặn hết mọi thông tin của em. Hay là nhiều khi người ta có vợ rồi? Không, anh ấy kiểu thích một người khác. Chắc chắn những người đàn ông như vậy là không có còn độc thân nữa, không có cô đơn nữa. Một là người ta cũng có người yêu chính thức của người ta rồi. Hai, nhiều khi người ta cũng có vợ có con rồi. Lúc nào người ta buồn bồ, giận bồ, hay là hai cha hoặc lầy bồ, người ta đi du lịch đi chơi hay gì đó, người ta rảnh quá người ta mới đi kiếm mình chút. Còn khi nào mà bạn gái của người ta xuất hiện là người ta lóc mình, người ta sợ mình phá hoại. Trời ơi, lần sau rút kinh nghiệm nha. Mấy cái vụ này chị Tường rành lắm. Đàn ông mà cứ biến mất là bảo đảm những người đó là nguy hiểm lắm, đừng có nên đụng vô. Em có chia sẻ là em gặp cái anh đó anh hát hay là em thích ảnh liền. Vậy thì cái gu của em á, cái kiểu của em là mình thích người ta trước hay là mình thích được bạn trai đeo đuổi mình? Em thì ban đầu nếu mà em để ý một chàng trai nào đấy, nếu mà người ta để ý lại mình thì em lại không thích nữa. Em thích những cái người mà kiểu hơi khó theo đuổi một tí á. Theo tình thì tình phụ, mà phụ tình là tình theo em ơi. Mình muốn cho nó yên bề thì mình phải kiếm cái người nào yêu thương mình, chăm chút chiều chuộng mình. Mình cứ chơi cút bắt trò chơi với mấy anh kia chia cho nó khổ. Rồi nếu đã như vậy thì Tường lại quay lại với tiếp tục cái bạn ở ô cửa màu xanh luôn. Tình trường của Tiến sao Tiến ơi? Em thì chính thức trải qua hai mối tình. Từ bên Hàn Quốc thì em yêu một cô sinh năm 98, được gần một năm thì cô ấy cùng hơi trẻ con một chút. Em thì bận làm việc nhưng mà cô ấy thì khi nào nhắn tin cũng bắt em rep hết, với lại khi nào cô ấy cần thì em phải đến bên cô ấy. Trong một thời gian thì cảm thấy không hợp nhau ấy, thế thì cô ấy bảo cô ấy chia tay. Thì chia tay một thời gian thì cô ấy phải có người yêu luôn. Thế còn cái mối tình còn lại? Mối tình còn lại thì em mới quen được khoảng 4 tháng trước, một cô cùng quê sinh năm 2000. Trời ơi, nhỏ dữ vậy. Thì cô ấy đang làm việc ở Hà Nội, trong thời gian đang giãn cách xã hội này thì em không ra được với cô ấy, thì cô ấy có người mới nên là thôi chia tay luôn. Trời ơi sao khổ vậy trời, vậy bây giờ dịch bệnh mà làm sao mà ra được. Có phải mình không muốn ra đâu mà tại con Covid nó không cho mình ra, mà như vậy là yêu xa là không được rồi. Hai cô trước gì mà sinh năm 2000, rồi một bạn ở bên Hàn Quốc á, thì em la trẻ con quá, rồi bây giờ chương trình hôm nay còn bạn gái 1999 luôn đó, em thấy sao? Em thì cũng có thể thay đổi được cho phù hợp với người khác, nhưng mà em cũng đến tuổi rồi đấy, muốn kết hôn đấy, đấy nên là em cũng không thể chờ được lâu. Đây đây coi, mọi thứ là tùy duyên nha, tình yêu nó rất là bất ngờ. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi ở ô cửa màu đỏ nha. Thì với cô gái võ thuật của tôi trước nè, cô Trang nè. Trang ơi, tình trường sao Trang? Dạ em có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là mối tình học sinh ấy chị. Cuối lớp 10 thì em có quen một bạn và yêu được khoảng gần một năm ạ. Mối tình thứ hai là một bạn em quen ở đội tuyển quốc gia ấy chị. Dạ quen 5 năm ạ. Trời ơi, rồi làm sao chia tay vậy? Dạ em cảm thấy sau một thời gian yêu thì em bị coi bạn đấy là trung tâm quá vậy. Và em cảm thấy là mình không được là chính mình trong cái mối quan hệ đấy nữa anh chị. Nếu mà mình gặp
đúng người thì mình không cần phải cố gắng gồng mình là mình phải là người như thế này hoặc người như thế kia. Với bạn ấy thì em cảm thấy là trong mối tình khi mà mình được là chính mình thì mình sẽ hạnh phúc nhất. Tính cách của em nó hơi trẻ con một chút, mỗi lúc mà em hơi tính khí hơi không tốt hoặc hơi trẻ con thì bạn ấy sẽ kiểu chỉnh sửa em hoặc là sẽ muốn em phải như thế này phải như thế kia ấy chị. Có một thời gian thì bạn ấy chuyển công tác đi một nơi khác thì bắt đầu em xa bạn ấy và em có một vài suy nghĩ kiểu ngồi lại và tự suy nghĩ về tình của mình và em cảm thấy em có một vài quyết định và sau đó bọn em chia tay ạ. Là do bạn đó đi xa, nói chung là cũng xa mặt rồi, cách lòng nó khó khăn rồi chia tay luôn. Tới ơi, em trải qua mấy mối tình rồi Tới? Em thì trải qua cũng có 2 mối tình rồi. Cái mối tình nào là nó để lại cho em nhiều cái ấn tượng sâu sắc nhất nè? Mối tình đầu tiên thì được hơn 4 năm thì ạ. Từ lúc đấy thì là một người đang đi học, một người đang đi làm, quy nghĩ không khác nhau. Quen nhau 4 năm rồi, không thương lượng được, không chờ đợi nhau, không trao đổi với nhau được hả? Tôi ấy thì dự định đi nước ngoài thì du học ấy. Cổ đi du học? Em đang học, em học muộn mà. Cổ đi du học cái là chia tay hay là sao? Cô ấy thì bảo là thôi bây giờ là hai đứa thì nó khó về cái gọi là hai nơi nó khác nhau quá và cái suy nghĩ nó khác nhau ấy. Rồi ai là người chủ động chia tay? Cô ấy thì ạ. Rồi em không có níu kéo gì hết, em chia tay em ừ luôn. Không, em níu kéo với chị nhưng mà người ta đã quyết rồi, làm sao mình níu được nữa. Em thích mẫu người như thế nào? Em tưởng tượng ra bạn Yến hôm nay ra làm sao? Em thì thích mà mẫu người từ cao khoảng 1m85 trở lên đi chị, hiền lành, sống có tình cảm một chút, chung thủy nữa. Nãy giờ có tưởng tượng gì ra bạn Yến như thế nào không? Em nhìn qua hình thì thấy Yến rất là xinh. À, vậy còn Yến thì sao Yến? Yến thích một mẫu người như thế nào nè? Em thì cũng không có mẫu người cụ thể đâu. Chiều cho em một chút thì em cũng khá là thích. Còn hai chàng trai hôm nay thì anh được tiên thì khá là hay ạ. Còn anh thứ hai thì biết nấu ăn thì em thấy là điểm khá là tốt ạ. Đường tình yêu đi qua con đường bao tử nha Tới nha. Em là lợi thế lắm nha Tới. Biết nấu ăn là mấy bạn nữ khoái lắm à. Rồi thế con Trang, Trang thì thích mẫu người như thế nào nè? Dạ em thích mẫu bạn trai trưởng thành, khỏe mạnh, thích chơi thể thao, cao khoảng 1m75 trở lên và nặng cũng trên 75 cân. Nếu bạn ấy thích đọc sách nữa thì rất là tốt ạ. Tới cao mét mấy Tới? Dạ em cao 1m71 ạ. Cũng ngon rồi, vậy được rồi. Trời ơi, tiêu chuẩn của cô Trang hơi cao nha. Cao 1m75, nặng 75kg, còn biết đọc sách. Ước mơ cũng chị là mơ. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần 2, đó là mở cửa trái tim. Xin mời cho 4 bạn cùng xuất hiện trên khung hình. Chào các bạn. Chào các bạn nha. Giờ tôi dí ông Tới tiếp nè. Ấn tượng đầu tiên như thế nào khi vừa nhìn thấy bạn ấy? Xinh chị ạ. Xinh chị ạ. Giống cái sự tưởng tượng của mình không hay là nó khác? Nhỏ con hơn, con gọn hơn. Gọn hơn. Nói chung là nếu mà bảo bạn ấy học võ thì không ai tin chị ạ. Tình ha. Chắc là em không đủ với yêu cầu chiều cao. Trời ơi, 1m75 mà bây giờ cao 1m71 là được rồi. Tôi nói rồi, thực tế không có ai bài con làm vậy đâu. Còn Trang sao Trang? Ấn tượng của Trang khi thấy thầy giáo của tôi như thế nào? Dạ, ấn tượng đầu tiên của em với bạn Tới là khá chỉnh chắn ạ, hiền lành. Cô Trang có mềm lắm không Tiến? Bây giờ chị em thay đổi rồi chị ạ. Thay đổi. Bây giờ thấy cảm thấy bạn ấy dịu dàng hơn, xinh gái và cảm thấy cũng khá là chín chắn ạ. Bạn Yến thì mới đang còn trẻ thì còn hơi lãng mạn một chút. Rồi, cô gái cuối cùng, cô gái nhỏ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Bé Yến ơi, bé Yến thì như thế nào? Em thấy cả hai anh đều khá là trưởng thành ạ, chín chắn. Em có ấn tượng với chàng trai nào chưa? Em ấn tượng với cả hai anh. Không, người ta trẻ mà người ta trả lời khôn dễ sợ không? Ấn tượng với cả hai anh luôn, cho nó nhanh, cho nó lẹ, không bỏ sót anh nào hết trơn á. Rồi, thế bây giờ mình có những cái chủ đề mà các bạn sẽ cùng nhau trò chuyện để mà mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay là gì? Nếu bạn trai hoặc là người chồng mà nói rằng em chỉ cần yêu bản thân, không cần đi làm kiếm tiền để anh nuôi em,
thì bạn gái suy nghĩ như thế nào? Trước tiên, cô gái Yến sẽ chia sẻ trước, mình sẽ nhìn góc nhìn của cô gái trẻ này, sinh viên năm 3 như thế nào nha. Em thì em thích tự mình đi làm kiếm tiền hơn là để người khác nuôi. Nếu như trường hợp mà bạn trai em nói với em như vậy thì em sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Em sẽ bảo với anh ấy là em thích tự lập hơn là để người khác phải lo lắng ấy. Rồi nếu ảnh cứ vẫn cương quyết, anh vẫn cứ kiên trì như vậy thì em tính làm sao? Nếu mà kiểu yêu mình, thích mình thì sẽ kiểu cũng không có cản mình đâu ấy ạ. Nhưng mà có những đàn trai người ta cũng kiên quyết lắm, người ta cũng rất là kiên định, muốn bạn gái ở nhà thôi, không có đi làm gì cực khổ. Có nhiều khi người ta ghen nữa, người ta không muốn cho em đi làm, không muốn em tiếp xúc, ở nhà anh nuôi, anh lo. Thì nếu mà gặp phải một cái người như vậy thì em sẽ xử trí như thế nào? Nếu mình không có thương lượng được chứ em có cam chịu như vậy hay không? Hay là mình phải chấm dứt mối tình đó, hay là em xử trí như thế nào? Không chị, chia tay luôn chị. Chia tay luôn chị. Rồi còn Trang thì sao? Nếu mà bạn trai hoặc chồng em nói về em như vậy thì em cảm thấy là cũng rất vui ạ, vì điều đó chứng tỏ là bạn ấy rất là yêu em. Em sẽ trò chuyện với bạn ấy và nói rằng là dù em có đi làm hay không thì em vẫn rất là yêu bản thân. Và việc yêu bản thân trong đó có cả việc là em được làm việc mình thích và theo đuổi những cái đam mê riêng của bản thân, chứ không phải là chỉ ở nhà và làm nội trợ hoặc là chỉ ở nhà để anh nuôi. Và em nghĩ là một cô gái độc lập sống với những cái niềm vui của bản thân thì mới hạnh phúc. Và nếu mà bản thân hạnh phúc thì mới có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc cùng một người. À, Tiến ơi, em thì thấy như thế nào? Theo em thì Yến không nên nói thế ạ. Nói với người yêu thì ngồi lại nói với nhau, rồi nói với anh. Theo em thì tình yêu ấy là nó phải có sự thấu hiểu của cả hai ấy. Đối phương cần gì thì mình cho, kiểu hai bên cho nhau ấy, thì nó hạnh phúc hơn. Chứ một người mà cứ chuyên cho còn người kia chuyên nhận thì người lâu ngày thì hạnh phúc thì nó sẽ không đến được đâu chị. Với lại nếu mà một người mà không đi làm thì thời gian rảnh nó nhiều thì em nghĩ là cũng không hạnh phúc đâu, vì phải có một công việc để quên đi thời gian, nó trôi đi nhanh hơn và có cảm thấy hạnh phúc hơn. Như vậy là em cũng đồng ý là ví dụ bạn gái của mình với vợ của mình là cũng được, cũng đi làm đồ thoải mái đúng không? Chứ em cũng không muốn là để vợ ở nhà. Đối với em thì em cũng có thể nuôi, nhưng mà có cái công việc để cho mà quay hòa và có công việc để thời gian nó trôi qua nhanh thì nó hơn. Cảm ơn em. Thế còn Tới thì sao? Suy nghĩ của Tới thì như thế nào? Quan điểm của em thì về vấn đề đấy thì tốt nhất là người phụ nữ là họ sẽ tự chủ về tài chính thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, không phụ thuộc vào người chồng. Thế còn nếu mà bảo là chồng bắt ở nhà thì nó sẽ là gò bó suốt ngày quanh quẩn ở nhà, nó cũng rất khó. Mà theo bạn Yến nói mà bảo là bây giờ nếu là người yêu hoặc chồng của mình đề nghị ra cái phương án đấy mà bạn ấy này bảo là chia tay hoặc gì thì nó cũng vội vàng quá. Thì nếu mà người chồng hoặc người yêu của mình mà đề nghị ra cái phương án đấy, theo em thì là cả hai sẽ ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái kết luận hợp lý một chút, chứ không phải là người ta ép mình ở nhà. Theo quan điểm của em thì em không muốn người yêu hoặc vợ mình ở nhà. Thời ông bà mình, cha mẹ mình là nhiều khi phụ nữ là chỉ ở nhà nội trợ bếp núc thôi. Bây giờ thì chắc là bắt phụ nữ như vậy cũng hơi khó. Tại bây giờ là thời buổi nó hiện đại rồi, nam nữ cũng bình đẳng rồi, nữ cũng phải đi ra ngoài kiếm tiền. Thậm chí có những gia đình là nữ mà còn nhiều khi kinh tế còn mạnh hơn cả nam nữa. Nhưng mà nói chung mình không có cái nào đúng và không có cái nào sai cả. Tùy theo mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh của gia đình thì chúng ta sẽ thỏa thuận cái cách nào đó mà miễn sao gia đình mình cảm thấy là nó vui vẻ, nó hạnh phúc và nó tốt nhất là được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai của ngày hôm nay. Có nên yêu lại người cũ hay không? À, chủ đề này tôi mời thầy giáo trước nè. Anh Tới ở ghế màu đỏ. Theo em thì cũng rơi vào nhiều trường hợp chị ạ. Cũng có thể là nếu mà do mình làm sai, phạm cái sai lầm nào đó thì mình sẽ xin lỗi và sẽ tìm mọi cách để níu kéo cái mối tình đấy. Nhưng mà theo quan điểm của em thì đã là người yêu cũ rồi thì khó có thể là quay lại được với nhau được. Mình đã chia tay rồi thì cái vết thương trong lòng thì đau đớn, biết được là bây giờ là mình chia tay thì sẽ buồn, nhưng mà cố mà vượt qua thôi. Chứ còn đã chia tay rồi nhau rồi, quay lại thì cũng không được bền nữa được. Dù có cố như thế nào đi nữa thì trong lòng mình luôn cảm thấy một cái điều no sợ, hay là một cái điều cảm giác như là sẽ đến một lúc nào đó thì người ta lại rời xa mình thôi. Chuyện gì đã qua thì thôi để cho nó qua. Nhưng là em, quan điểm của em là sẽ không yêu lại người cũ.
Còn Tiến thì sao Tiến? Mình có nên yêu lại người cũ hay không? Nhiều người thì người ta phần yêu lại được vì là tình cảm sâu đậm. Nhưng mà theo em thì em không. Một cái bát là vợ rồi thì có gắn lại thì nó cũng có nhiều cái rạn đất không được như mới đầu nữa chị. Còn Yến thì sao Yến? Cũng là một lần nào được rồi đó chị. Lần này thì tôi đồng ý ý kiến của cô gái này nè. Cái chuyện tình của em hồi nãy em kể đó, là em có yêu cái anh mà anh nói gì đó, anh làm nhạc sĩ mê anh hát gì đó. Mà bây giờ ảnh đi mất tiêu rồi. Bây giờ giả tỷ một ngày nào đó, bây giờ ảnh quay trở lại nè, ảnh đàng hoàng, ảnh là hồi tâm chuyển ý. Nhiều khi ảnh bỏ cô kia, anh chia tay cô kia rồi, ví dụ vậy đó. Giờ ảnh chăm sóc em, ảnh yêu thương em nè, thì giờ em có muốn thử quen với ảnh không? Không chị ơi, tại vì trước đấy thì anh ấy cũng có quay lại rồi lại bỏ em thôi. Nghĩ là anh ấy bỏ em một lần thì anh ấy sẽ bỏ được nhiều lần hơn thế ạ. Anh ấy bỏ một lần thì bỏ nhiều lần hơn hả? Trang thì sao Trang? Không ai sống hai lần trên một dòng sống gì, tức là dòng sống ở cái thời điểm đó là mình đã quyết định như vậy thì đó là quyết định tốt nhất của mình rồi. Thì em nghĩ là những cái cảm xúc và quyết định đấy thì nó sẽ không thể quay lại một lần nữa, nguyên vẹn như thế nữa, nên là em cũng chọn là... Cả bốn bạn trẻ ở đây là đều không đồng ý với cái chuyện là quen lại người yêu cũ. Vậy mà tại sao ông bà già xưa mình lại có cái câu là tình cũ không rủ cũng tới? Tụi em nghĩ sao? Đấy là kiểu là khi người ta kết hôn rồi đấy, sau thì người ta gặp lại, người ta quen nhau lại. Chứ mấy khi mà kiểu mà tình cũ không rủ cũng tới, kiểu là đang độc thân mà người ta tới với nhau đâu. Có đó, nè, kinh nghiệm tôi làm 7 năm trời mai mối nha. Tôi nghe có nhiều câu chuyện là coi như là cái mối tình đó là mối tình đầu ha, quen nhau ha cả chục năm, nhưng mà thật ra trong cái giai đoạn cả chục năm đó mới tới đám cưới á, là gãy gánh dọc đường, mạnh người này quen người khác, mạnh người này quen người khác, rồi mấy chập rồi cuối cùng quay lại rồi lấy nhau và sống hạnh phúc luôn. Trên thực tế chuyện gì cũng có hết đó. Nhưng mà nói chung là bản thân chị Tường cũng đồng quan điểm với tụi em, cái gì nó qua rồi là qua luôn em ơi. Thế thì bây giờ là hiểu biết nhau nhiều nào, nghe quan điểm của nhau nhiều, chia sẻ nhiều. Thì bây giờ chị Tường sẽ mời mỗi bạn sẽ phát biểu một câu nữa thôi. Mình có muốn nói điều gì trong giờ phút này hay không? Muốn gửi lời đến ai đó trong chương trình này cái gì hay không? Rồi sẽ kết thúc và chúng ta sẽ đi đến tới vòng cuối cùng, đó chính là cái khoảnh khắc quyết định. Xin mời Tiến trước đi. Thì bây giờ của em là em cũng lớn tuổi rồi chị, em là chỉ còn một yêu một thời gian để kết hôn thôi. Hai bạn ở đây thì em có cảm tình với bạn Trang, bạn Hiến thì bạn ấy còn trẻ quá, đang học đấy, tâm hồn bạn ấy đang lãng mạn quá, em cũng có thể yêu được. Và nếu mà đã còn trẻ thì em có thể yêu được bạn ấy, nhưng mà bây giờ đang em lớn rồi nên là em cũng khó mà chờ bạn ấy. Mời tới. Em thì có tuổi rồi ấy, thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu để hai đứa thằng đấy thằng với nhau ấy. Nếu mà còn trẻ thì là Tiến thì là sẽ là hợp thôi. Còn về bạn Trang thì em thấy suy nghĩ của bạn Trang là chính chắn. Thế vậy Yến cảm xúc như thế nào? Em thấy em hơi bị lạc lõng giữa đám đông. Sao lạc lòng em? Tại mấy anh kìa, mấy anh cứ nói là em nhỏ quá, không hợp. Cái cổ thấy cổ lạc lõng đó. Thì anh không nói em là trẻ con hay gì hết, anh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà em bây giờ đang học ấy, thời gian nó còn nhiều. Anh thì nhiều tuổi rồi nên là anh không thể chờ được nữa. Vậy em học xong năm nữa em lấy chồng luôn rồi sao? Thì em có thể hẹn hò chị. Thiếu gì người đang đi học rồi người ta lấy đó. Chồng lớn tuổi hơn vợ, người ta lớn hơn 1-20 tuổi còn được nữa đi. Huống chi có mấy tuổi. Mọi thứ đó chỉ mới là cái lý thuyết thôi. Còn cụ thể vô thực hành mà dính vô tình yêu rồi là khó nói lắm. Dính vào tình yêu thì IQ bằng không mà chị. Cũng không biết trước được tương lai. Đúng rồi, đâu biết trước được tương lai. Mấy anh này không có kinh nghiệm gì hết trơn à. Chúng ta sẽ đi đến cái vòng cuối cùng. Khoảnh khắc quyết định. Các bạn đã chuẩn bị sẵn giùm cho chị Tường những cái biểu tượng là trái tim và biểu tượng mặt cười chưa? Nếu như mà mình muốn kết nối với người nào ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Còn nếu như chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta chưa phù hợp với ai hết, chưa tìm được đối tượng, thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng là gương mặt cười. Chị Tường xin mời các bạn hãy nhắm mắt lại. Chị Tường sẽ có 5 giây đếm ngược để chúng ta bắt đầu đưa cùng một lúc biểu tượng của mình nhé. Xin mời các bạn cùng nhau nhắm mắt và hãy sống thật với đúng trái tim của mình, suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình. Thay đổi được chị ạ. Thay đổi. Bây giờ thấy cảm thấy bạn ấy dịu dàng hơn, xinh gái và cảm thấy cùng khá là chín chắn. Bạn Yến thì mới đang còn trẻ thì còn hơi lãng mạn một chút.
có đi làm hay không thì em vẫn rất là yêu bản thân. Và việc yêu bản thân trong đó có cả việc là em được làm việc mình thích và theo đuổi những cái đam mê riêng của mình. Em thì em thích tự mình đi làm kiếm tiền hơn là để người khác nuôi. Nếu như trường hợp mà bạn trai em nói với em như vậy thì em sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Em sẽ bảo với anh ấy là em thích tự lập hơn là để người khác phải lo lắng ấy. Em thì chỉ cần một người phụ nữ là yêu thương mình thôi, không cần phải là xinh quá hay là công việc quá. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời biểu tượng của các bạn, sự lựa chọn của các bạn. Cười, cười. Hôm nay tôi cũng thành công, chúc mừng đã từ hai cái mặt cười tới phía sau. Chúc mừng một cặp đôi màu đỏ, đó là thầy giáo Tới và cô Trang. Bây giờ cho Tường hỏi một chút xíu nè, mình hỏi cái cặp không chọn trước đi nha. Tiến ơi, muốn lấy vợ liền, cho nên là bạn lại đưa cái mặt mà cười đúng không? Còn Yến có buồn gì không? Em xin lỗi là tại em từ đầu là đã nói thế là nên là bạn buồn rồi. Đúng rồi, thôi. Mặc dù là trong chương trình ngày hôm nay ha, mình chưa có kết nối được với nhau, nhưng mà chị Tường cũng cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và tin tưởng chị Tường ha. Mặc dù hôm nay là cái nhân duyên chưa có tới với mình, nhưng mà không sao cả, thì mình cũng có một cái buổi trò chuyện thật là vui vẻ đúng không? Và chị Tường chúc cho các bạn là được nhiều sức khỏe nè, và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Kính thưa quý vị, khi đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, mặc dù là cặp đôi không thành công, nhưng mà nhãn hàng bột giặt John cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nhé. Và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn chị Đường nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Thầy giáo ơi, cảm xúc hiện tại của em như thế nào Tới? Ui, nhưng mà tôi hơi run kìa, không biết nói thế nào. Em có nghĩ là Trang cũng sẽ bấm nút chọn mình không? Hỏi thiệt. 50 thôi chị ạ. Thì em thấy bạn Tiến sẽ gần bạn Trang ở quê Nghệ An hơn. Hai bên sẽ hiểu nhau hơn là em ngoài Hà Nội. 50-50, nhưng cuối cùng em cũng quyết định theo cái trái tim của mình đúng không? Chúc mừng cho hai em nha. Đây là cặp đôi đã bấm nút thành công. Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn đã trở thành một cặp. Dù là hai bạn đến đây từ hai nơi khác nhau, nhưng mà đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng John gửi gắm qua chương trình. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1 nha. Và đặc biệt nha, nếu như hai bạn mà tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3, 3 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều luôn đã đến đăng ký tham gia chương trình. Một lần nữa là chúc cho tất cả 4 bạn tham gia chương trình ngày hôm nay luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công. Và Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Một lần nữa, các Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và quý vị khán giả ơi, đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nha. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Quý vị ơi, hãy tải ngay ứng dụng Netlove để có thể theo dõi chương trình sớm nhất quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.